Xin chào cả nhà, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu mẫu túi học thêm cho các bé. Trên tay em là các mẫu túi học thêm có hình họa tiết của các bé trai. Tiếp đến là túi của cho các bé gái với nhiều họa tiết xinh xắn đáng yêu. Túi có thể xách hoặc là đeo chéo rất hợp thời trang. Mẹ mẹ mình hãy sắm ngay cho bé nhé.